Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê và tổng kết việc thực hiện đề án đổi mới, đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2011-2015. Sau 5 năm triển khai thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Tổng cục Thống kê, Bộ Công Thương đã triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2011-2015. Từ khi thực hiện đề án, hệ thống thông tin thống kê Bộ Công Thương đã thống nhất, thông suốt và đạt hiệu quả, góp phần củng cố bộ máy tổ chức thống kê, hiện đại hóa hoạt động thống kê và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thống kê tại các tập đoàn, tổng công ty, sở công thương và các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Công Thương. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, từ khâu thu thập, tổng hợp, phân tích đến chia sẻ thông tin, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế của Bộ Công Thương và cho rằng sự phối hợp giữa hai cơ quan là điều hết sức cần thiết. Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đã trao bằng khen cho 95 tập thể và 199 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê.